Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, thành phố Tuy Hòa. Và đây trong khuôn khổ trận thi đấu bóng đá nữ giữa hai đội tuyển, đó là đội tuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa và đội tuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân. Thank you.
Đồng Hòa phát bóng lên. Thank you.
Đồng Xuân ở Quán Đá Viên. Và tỷ số lúc này đang là 1-0, tạm nghiêng về. Đi ra ngoài đường biên dọc và thị xã Đông Hòa thì cũng gọi đá biên. Bây giờ là cầu thủ số 2 sẽ đá biên. Tiếp tục bóng lại đi ra ngoài đường biên dọc. Rất quyết liệt. Không được. Thị xã Đông Hòa đã nâng tỷ số lên 2-0.
hai bên không đúng. Thank you.
trọng tài xác định là Việt Đồng Xuân được hướng quả đá biên. Bóng đã đi ra ngoài đường biên ngang. À, phòng giáo dục và đào tạo huyện thị xã Đông Hòa được hướng quả đá biên. Chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào hiệp 2 của trận thi đấu ạ.